được gõ búa để thành hình. Chiếc áo giáp cổ xâm nhập vào hiện tại. Cắt ra và để khô. Hai con người khôi phục nghệ thuật in khắc gỗ bị lãng quên. Và máy in. Ưu tiên hàng đầu. Việc làm ra một trong những chiếc nón cao nhất trong lịch sử là một việc khó khăn. Lịch sử chế tác. Vào cuối thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, trụ cột của quân đội Hy Lạp là lính bộ binh trang bị hạng nặng. Từ Sparta tới Athens, các chiến binh này đều được bảo vệ bằng một tấm giáp che ngực bằng đồng. Chiếc áo giáp này cũng là một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Sự oai vệ của một mẫu đàn ông lý tưởng là vừa đẹp vừa đáng sợ. Có ai muốn đối mặt với một đội quân có vóc dáng giống như thần linh cơ chứ? Tôi là Rob Martin. Đây là xưởng đồ sắt Tark. Chúng tôi làm áo giáp và các vũ khí từ những thời kỳ lịch sử khác nhau. Rob đã làm thợ rèn suốt hơn 30 năm qua. Các công cụ cơ bản mà tôi sử dụng cũng y như những thứ đã được dùng hàng ngàn năm trước. Chúng tôi có nguồn nhiệt là lò rèn và chúng tôi có một cây đe, những cây búa. Đó là cách để tạo nên các món đồ. Rob bắt đầu với dụng cụ cổ xưa nhất, đôi tay. Để nắm vững hình dạng, ông chế tác một mẫu vật bằng đất sét. Trước tiên và trên hết, tôi phải là một nhà điêu khắc. Phần lớn thì tôi thích điêu khắc thực dụng. Và với tôi thì đây là dạng đỉnh cao của điêu khắc thực dụng. Đây là thứ từng bảo vệ mạng người, nhưng đồng thời nó cũng có hình thức rất ấn tượng. Trong trường ca Iliad, vị thần thợ rèn Hy Lạp Hephaestus đã làm các mẫu vũ khí bằng đất sét và sau đó tạo ra các vũ khí ấy bằng đồng. Tuy nhiên, đây không phải là khuôn mà chỉ là sự tham khảo. Tôi có thể làm ra nó bằng đất sét nhanh gấp 10 lần so với bằng kim loại. Cho nên nó chỉ cho phép tôi thử nghiệm thật mau, hình dung xem những mức độ khác nhau là gì và ghi nhớ nó vào trong đầu mình. Một khi Rob đã có ý tưởng thiết kế trong đầu, thì đã tới lúc bắt đầu làm việc với kim loại. Áo giáp lính bộ binh hạng nặng được làm bằng đồng thiếc, vốn rất đắt, nên Rob dùng đồng thau là thứ dễ kiếm hơn. Tôi sẽ dùng hợp kim gần giống nhất với thời đồ đồng mà mình có thể tìm được, tương đương với loại vật liệu hẳn là đã được dùng để làm tấm che ngực nguyên bản. Đó là một kim loại gốc đồng không chứa sắt. Nó sẽ có trọng lượng tương tự và có độ bền tương tự. Ở thời đồ đồng, một thợ rèn phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ để cắt mẫu bằng búa và đục. Còn Rob thì dùng máy cắt bằng điện. Chỉ riêng việc làm tấm che ngực, ông đã mất 14 tiếng. Còn ở thời Hy Lạp cổ đại, việc hoàn tất một bộ áo giáp có thể mất khoảng 100 ngày công. Đồng thau là kim loại mềm, nhưng không mềm như ta nghĩ. Để dễ xử lý nó hơn, Rob đốt lò rèn lên. Việc nung miếng đồng lên tới trên nhiệt độ tới hạn của nó sẽ làm cho nó yếu đi. Nó sẽ mềm hơn và dễ xử lý hơn. Tôi cần nó đạt tới màu cam. Nếu quá nóng thì nó sẽ bị cháy. Không được nung chảy, nếu không nó sẽ rã ra. Miếng đồng thau nóng sau đó được làm nguội bằng cách nhúng vào nước. Việc này làm mềm vật liệu hơn, giúp dễ tạo khuôn hơn. Miếng đồng phẳng đã sẵn sàng để tạo hình. Giờ là lúc quay búa. Việc này đúng là theo truyền thống xưa. Cơ bắp đấu với kim loại. Thực sự là chẳng có cách nào để sáng chế lại việc này. Bạn phải dùng các cách thức truyền thống. Công nghệ hiện đại không thực hiện lại quy trình như thế này. Hình dáng cơ bản của tấm che ngực màu chóng hiện ra. Tôi là người tin cậy vào quy tắc 80-20. Trong thời gian rất nhanh, tôi đã tạo ra 80% hình dạng sản phẩm. Nhưng sau đó 80% thời gian còn lại của tôi lại kéo dài với chỉ 20% còn lại của sản phẩm. Vì thời gian và tay nghề bỏ ra cho công việc này, nên một người lính hẳn đã phải trả 20 đồng bạc cho chiếc áo giáp này. Đó là mức lương của khoảng 6 tháng,
tương đương với giá trị của một chiếc xe hơi ngày nay. Một khi hình dạng cơ bản đã được gọt xong, Rob vạch ra vài đường nét cơ thể. Việc làm cho kim loại có được hình dạng con người là một kỳ công. Phần khó khăn nhất của sản phẩm này về mặt kỹ thuật chính là đoạn giữa, là làm sao cho ra hình dạng đồng hồ cát. Có sự thay đổi về chiều hướng, có đường cong kết hợp sao cho khớp với cơ thể, nhưng đồng thời cũng nở nang. Cùng một lúc, kim loại không thể chuyển dịch theo hai hướng được. Sau khi các chi tiết đã nổi lên, Rob gập các mép lại để áo giáp không cứa đứt ra người mặc. Mỗi miếng che ngực nặng từ 9 tới 14 kg. Không chỉ nặng, nó còn rất nóng, vì nó hấp thu ánh nắng mặt trời và hun nóng chủ nhân của nó. Việc phải chạy trong khi mặc giáp khó khăn tới nỗi, nó đã trở thành môn thể thao Olympic vào năm 520 trước công nguyên. Tiếp theo là các chi tiết cơ thể nhỏ hơn, như những đầu vú. Vị trí của chúng được đo đạc và đánh dấu cẩn thận. Nếu nó bị lệch thì theo bản năng người ta sẽ nhận ra ngay. Đó là điều mà ta biết ngay nếu nó không đúng. Ta không biết là có gì sai ở đó, nhưng ta biết là nó không đúng. Các chi tiết nhỏ được gò bằng các dụng cụ nhỏ hơn, tương tự như những thứ đã được dùng ở thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Để giảm chi phí và tăng sự thoải mái, áo giáp sau này đã được làm bằng da hoặc thậm chí là vải lanh. Nhưng chẳng cái nào có được hình dáng biểu tượng của tấm che ngực bằng đồng cổ xưa cả. Sau 14 tiếng làm việc, chiếc áo giáp gần như đã sẵn sàng lộ ra. Các tấm che ngực của người Hy Lạp cổ không chỉ bảo vệ mạng sống người mặc, chúng còn là hình ảnh nổi bật trên chính trường, các đường nét rõ ràng sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Để đạt được sự sáng bóng ấy, Rob đã quét lên một dung dịch axit yếu. Nó làm oxy hóa kim loại, tạo ra một lớp rỉ đồng khiến cho áo giáp bị tối lại. Sau đó, ông nhúng nó vào nước để trung hòa axit và ngừng tiến trình oxy hóa. Sự sáng bóng hiện ra khi phần thân người bằng kim loại được đánh bóng bằng chất mài mòn. Nhưng không phải chỗ nào cũng được đánh bóng. Vài chỗ tối tạo ra độ tương phản. Áo giáp của lính bộ binh được truyền lại qua hàng thế hệ. Sau một trận chiến, lính Hy Lạp sẽ cởi áo giáp của các đồng đội đã ngã xuống để đảm bảo là món đồ quý này vẫn ở lại trong gia đình. Cuối cùng, đã tới lúc mặc thử. Bất cứ ai mặc nó sẽ cảm thấy can đảm lên. Và có cả yếu tố tâm lý đích thực khi mặc giáp vào. Kiểu như là nó biến bạn thành một con người khác vậy. Lịch sử chế tác. Lịch sử ngôn từ và hình ảnh có thể được chia làm hai phần. Trước khi có máy in cùng việc in khắc gỗ thương mại và sau đó. Sự phát triển của hai công nghệ có liên quan với nhau này cho phép con người trao đổi ý kiến theo một hình thức mang tính cách mạng. Điều này đã tạo ra sự bùng nổ về văn hóa và tri thức, làm thay đổi triệt để cách nghĩ của chúng ta. Tôi là Jim Horton, tôi là thợ in khắc. Một bản in khắc gỗ là một bức tranh được khắc lên gỗ để rồi sau đó in lên giấy. Nhiều bản in khắc gỗ bắt đầu bằng một bức tranh vẽ tay. Hôm nay, Jim đang tạo ra một cảnh từ Hamlet khi mà hoàng tử Đan Mạch này suy nghĩ về cái chết của mình. Khi bức tranh hoàn thành, ông sẽ can hình ảnh lên một khối gỗ. Bản in khắc gỗ dùng miếng gỗ cắt ngang thớ để sơ gỗ không thẳng hàng với thớ gỗ. Một loại gỗ cứng đặc như gỗ thích là lý tưởng bởi độ chặt của thớ gỗ. Điều này cho phép tác phẩm với đường nét mạch chưa từng có tồn tại lâu dài trên gỗ.
Tôi đã chỉnh sửa hình vẽ bằng bút và mực, và tôi đã bôi mực đỏ lên cho tương phản. Bạn cũng thấy đường màu trắng hiện lên tương phản với màu đỏ, trong khi tôi vẫn thấy đường nét màu đen ở hình vẽ của mình. Chiếc máy kẻ vạch là công cụ quan trọng của các thợ in khắc gỗ thương mại. Máy này rất hiếm, bạn phải quen biết ai đó trong ngành in khắc thì may ra mới biết đó là máy gì. Miếng gỗ được giữ chắc bên dưới các dụng cụ cắt chính xác. Chiếc máy này giúp cho người họa sĩ khắc các đường song song hoàn hảo rất mạnh, cách nhau vài mm. Mực được lăn qua bản khắc hoàn chỉnh. Sau đó, bản khắc được in lên giấy. Tôi đang làm thứ được gọi là bản in thử để các bạn có thể thấy được việc in khắc diễn tiến như thế nào cho tới khi ta có được một bản in khắc hoàn tất. Giờ đã tới lúc kết hợp hình ảnh với ngôn từ. Tôi là Fritz Swanson. Tôi là giám đốc nhà in Wolverine thuộc Đại học Michigan. Nhà in Wolverine vận hành một máy in chữ nổi truyền thống, được chế tạo những năm 1900. Đây là một hậu duệ của chiếc máy vốn đã được Johannes Gutenberg phát triển vào thế kỷ thứ 15. Có người bảo rằng Gutenberg sáng chế ra máy in, nhưng chính xác thì ông không phát minh ra chiếc máy. Ông chỉ sáng chế chữ in di động, chữ in kim loại để có thể sắp chữ bản in. Fritz đang sắp chữ câu độc thoại nổi tiếng của Hamlet, tồn tại hay không tồn tại. Phông chữ được đặt vào một khay kim loại được gọi là một thanh xếp chữ. Khi sắp chữ, các chữ cái phải được đặt lộn ngược và xoay ngược, y như khi ta đứng trước gương vậy. Thanh xếp chữ được chuyển sang một mặt bàn, rồi được đặt bên trong một khung kim loại được gọi là khuôn. Chữ in và hình ảnh được đặt trong khuôn. Chúng tôi dùng các miếng kim loại được gọi là những miếng chêm. Chúng giống như những cái kích nâng ô tô nhỏ. Miếng chêm sẽ ép vào các thanh chèn và phân bố lực ép ra khắp mẫu in và giữ cho mẫu in gắn liền thành một khối. Giờ đã tới lúc in. Mực được quét lên một cái đĩa nằm trên chiếc máy in cổ. Các trục lăn được ấn vào đĩa và được phủ đầy mực đen. Khuôn in được gắn vào máy in. Khuôn in được gắn vào máy in. Lúc này các trục lăn dính mực bôi mực lên bản khắc và chữ in, rồi khuôn in được ép vào một tờ giấy trắng. Chiếc máy này có thể in ra khoảng 200 trang một giờ. Điều đó có thể là khá chậm so với các tiêu chuẩn của thời nay. Nhưng trước kia người ta còn phải mất tới một năm để làm ra một cuốn sách bằng tay. Máy in này thì có thể cho ra hàng trăm bản sách trong vài tuần lễ. Đây là sự tiến bộ trong quá khứ của chúng ta. Sự kết hợp giữa hình ảnh và văn bản đã hoàn tất. Thành tựu của Johannes Gutenberg đánh dấu một điểm then chốt trong lịch sử nhân loại. Việc sao chép các từ ngữ và hình ảnh cho phép kiến thức và các ý tưởng được truyền bá theo cấp số nhân. Ta có thể nói là máy in đã trở thành hiện tượng xã hội. Việc in đã tạo ra đầu óc hiện đại. Sau khi in xong, ta có thể mang một cuốn sách về nhà và tự mình đọc lấy. Việc đọc riêng tư tạo ra chủ nghĩa cá nhân. Giờ thì mọi người và bất cứ ai cũng có thể kể lại câu chuyện của riêng mình. Lịch sử chế tác.
Không gì thể hiện sự giàu sang bằng chiếc mũ chóp cao. Nó đưa người ở tầng lớp trên lên tầng lớp cao hơn. Các nhà sử học về thời trang cho rằng đó là mũ người Pháp George Dinage là người đã chế ra chiếc mũ cao này vào năm 1793. Điều đó đã tạo ra một tin giật gân là một người đội chiếc mũ này đầu tiên bị kết tội phá hoại hòa bình. Sự ồn ào đã lắng xuống vào lúc mà Abraham Lincoln dùng chiếc mũ chóp cao này là một phần phong cách riêng của mình. Tên tôi là Chandler Baird Scott. Tôi làm những chiếc mũ theo phong cách truyền thống. Giờ thì nó được xem như truyền thống, nhưng khi mới được giới thiệu, chiếc mũ to này lại là một thứ quan trọng. Nó quan trọng vì chi phí rất đắt cho nó và kỹ thuật cần thiết để làm ra nó. Kỹ thuật này bắt đầu một công cụ lạ kỳ của Pháp có tên công formateur, vốn được dùng để đo chính xác hình dạng đầu của khách hàng. Chiếc công formateur này đã 160 năm tuổi. Nó là một trong 30 cái như vậy trên thế giới. Một phần ba kích thước chính xác của đầu sẽ được dập nổi trên một mảnh giấy. Sau đó, một thợ làm mũ người Anh rất thông minh đã làm ra thứ được gọi là vermilion, vốn là một dụng cụ khác để lấy phần giấy cắt ấy ra, phiên ngược nó lại thành hình dạng chính xác của cái đầu. Người ta có thể dùng nó để đo phần lỗ của nón khi mà khách hàng đã rời khỏi tiệm. Mỗi cái cần di động của vermilion được đánh số, tạo ra một sự vừa khít ở mọi góc. Giờ đã tới lúc sử dụng kích thước này. Chandler làm mũ chóp cao bằng lông hải ly vốn đã được kết lại thành nỉ. Ban đầu thì nitrat thủy ngân đã được dùng để kết lông hải ly lại với nhau. Chất độc này đã tấn công hệ thần kinh của những người thợ, dẫn tới hội chứng thợ mũ điên. Năm 1941, nó đã được thay bằng oxy già. Toàn bộ miếng nỉ được tạo thành hình nón với nhiều màu khác nhau. Chandler hấp hơi và nong cái nón này theo kích thước của chiếc mũ chóp cao cần làm. Lông hải ly rất lạ. Nó có những nhánh nhỏ li ti mà khi nằm trên người con vật thì sẽ giúp cho con vật không bị thấm nước. Và khi những nhánh lông ấy được làm nóng lên và kết lại, thì chúng sẽ nở ra và trở nên khít hơn, hiệu quả hơn so với bất cứ loại lông nào khác. Chiếc mũ được định hình quanh một khối gồm các mảnh như trò ghép hình. Chiếc mũ chóp cao le ra trên đỉnh và thon dần xuống đầu. Và vì chiếc mũ thít chặt quanh khối gỗ nên không thể tháo rời nguyên khối ra được, cần phải tháo nó ra từng mảnh một. Lông hải ly được hấp hơi và kéo căng bên ngoài khối gỗ nhiều lần. Đây là một trong những hình dạng bằng lông thú khó kéo căng nhất. Sau khi phần lông thú đã được kéo căng đúng mức, nó sẽ được để khô. Việc này giúp ổn định lông thú và các mảnh ghép của khối gỗ khi ấy được tháo ra. Bước kế tiếp là máy ép. Đó cơ bản là một cái bàn ủi lớn để ép vành mũ thành một góc 90 độ. Sau đó, vành mũ được xén để đạt bề rộng chính xác với một dụng cụ cắt đường tròn. Đây là một cỗ máy rất đặc biệt có tên là Brim Jigger. Nó sẽ đập và bào vành mũ. Nó hiếm có tới nỗi tôi đã từng thấy có những cái bị hỏng và cho về vườn mà không bao giờ hoạt động nữa. Đây là cỗ máy cuối cùng thuộc loại này vẫn còn hoạt động. Vì mũ chóp cao rất tốn công làm và đắt tiền nên Chandler làm vài cái cùng một lúc. Cái màu nâu này là để cho chính ông.
Một cái đai hút mồ hôi được may vào bên trong trên một chiếc máy may 120 năm tuổi được thiết kế riêng cho công việc này. Trước kia, thủy ngân dùng để kết lông hải ly có thể rò rỉ, ngấm vào đầu người đội, dẫn tới phiên bản cảnh báo sức khỏe đầu tiên. Chiếc nơ trắng biểu trưng cho một hình đầu lâu bắt chéo, nghĩa là người mùa hãy thận trọng. Sau đó, một người thợ sẽ may ri băng và nơ bướm gắn ngoài lên trên mũ. Chiếc máy lạ lùng này là một túi cát, 45 kg cát nóng được ép lên vành mũ, tạo cho nó thành một hình cong quý tộc. Cuối cùng, vành mũ được chỉnh lại. Các quy trình làm mũ ngày nay chỉ là các máy ép bằng khí nén. Chỉ cần một người đàn ông và một người phụ nữ, họ dập dàn nguyên hình chiếc mũ, rồi may thứ gì vào đó là xong. Trong khi đó, chiếc mũ chóp cao của Chandler được chế tác thủ công một cách tỉ mỉ. Ông không làm đồ thời trang dùng vài lần rồi bỏ. Nó giống như nghệ thuật vậy. Nếu không hiểu những khái niệm căn bản của nghệ thuật cổ điển thì bạn không thể làm nghệ thuật hiện đại được. Cho nên chúng tôi chọn làm nghề này y như nó đã được làm 150 năm trước theo phương cách tối ưu. Những chiếc mũ của chúng tôi là đồ di sản. Chúng sẽ tồn tại cả một đời người.